Sau nhiều tháng ấp ủ ý tưởng và bắt tay vào thực hiện, nghệ nhân Bùi Văn Tự đã cho ra mắt 3 bộ tranh bằng thủ pháp điêu khắc, kết hợp với ánh sáng hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Trong đó, bộ tác phẩm 2 trong 1 về hình ảnh chiếc xe thổ và chiến sĩ Điện Biên vất lá cờ trên hốc hầm tướng De Castries được sử dụng thủ pháp di hình hoán ảnh để có thể tạo ra hai khối hình ảnh trên cùng một chủ thể. Các khối vật liệu để làm nên bức tranh ánh sáng này là những hình ảnh quen thuộc của ký ức Điện Biên Phủ như bao tải, cành cây. Sau khi thắp đèn và xoay đế, trên triền dốc dần xuất hiện hình ảnh người công binh hỏa tuyến và chiếc xe đạp thổ huyền thoại làm nên chiến thắng lịch sử. Tiếp tục xoay khối bao tải và cành cây dưới ánh đèn, từ từ trước mắt khán giả hiện ra hình ảnh ba người chiến sĩ oai hùng trong tay lá cờ dương cao trên nóc hầm tướng De Castries. Bên cạnh tác phẩm chính là hình tượng chiếc xe thồ và biểu tượng của chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Nghệ nhân Bùi Văn Tự còn thể hiện tác phẩm về chân dung người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Phần tiểu cảnh bên dưới bức tranh là mô hình hệ thống giao thông hào tại chiến dịch Điện Biên Phủ. 70 năm về trước, đường hào 200 km tại Lòng Chảo xứ Mường Thanh được coi là cứ điểm di động của chiến dịch Điện Biên Phủ. Những đường giao thông hào như gồng kìm vươn dài giúp bộ đội áp sát và phá tan tập đoàn cứ điểm của Pháp. Tác phẩm mang tên Tự hào Việt Nam nằm trong cụm chủ đề hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, thể hiện tư tưởng của Bác Hồ. Đường lối của Đảng chính là ngọn đuốc soi sáng, là yếu tố then chốt dẫn tới chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử. Cùng các tác phẩm về ký ức chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, như một lời tri ân tới bậc tiền nhân đã ngã xuống để bảo vệ non sông đất nước. Cùng tác phẩm sẽ được triển lãm tại Điện Biên Phủ trong dịp kỷ niệm tới đây.